Đấy, hiện nay còn cái bút gác ở bên phía quân đội miền Nam thì bên này. Còn chúng ta nhìn sang bên kia thì thấy có cột cờ của giới tuyến miền Bắc. Và trước kia thì những người lính miền Nam và còn những người lính bên của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi đứng gác trên cầu họ có thể nói chuyện được mà họ đứng sát nhau, rất gần nhau nhưng mà chia đôi đất nước của chúng ta. Còn trước kia cái vị trí khu vực cỏ này đây là cột cờ của phía miền Nam, bên này cũng có cột cờ nhưng bây giờ nó để có một cột cờ bên kia thôi, cột cờ của phía miền Bắc. Còn bút gác thì để lại có phía chúng ta nhìn thấy đó của phía miền Nam bên này. Bây giờ anh Đức đang đi rất từ từ qua để cho đoàn chúng ta mình có cảm nhận được mình đang đi từ phía miền Nam qua đất miền Bắc trước kia của chú chị nha. Chúng ta đi đến giữa cây cầu Hiền Lương này, nhà cầu cũ đây người ta tái hiện ở năm 2004. Bây giờ bên này phía này sơn màu vàng, bên kia sơn màu xanh nhà để thể hiện nó đúng cái tiến trình lịch sử lúc bấy giờ. Còn trước kia thì phía bên miền Bắc muốn thống nhất đất nước nên bên miền Nam sơn màu nào thì bên phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phía Bắc họ cũng trả sơn màu đấy y chang. Rồi chúng ta nhìn tiếp xem bên tay trái giùm em, chúng ta thể nhìn thấy cái dàn loa đây. Dàn loa để ngay sát bờ sông, đây chính là cái nơi mà để tuyên truyền cho phía miền Nam, cho cái bên lính miền Nam bỏ vũ khí về với đất mẹ. Đấy, chúng nhìn thấy dàn loa rất lớn đấy, đúng không ạ? Dạ, nhìn thấy dàn loa chưa? Để trước kia thì đầu tiên là tuyên truyền ban ngày nhưng sau này thì bất kể ngày đêm thì người ta phải tuyên truyền khu vực này. Còn phía miền Nam thì sẽ có những dàn loa lớn để kêu gọi cho phía miền Bắc nghe là tiếng nói của chính nghĩa quốc gia, đó là cái tư tưởng của hai bên tuyên truyền. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy bên tay trái đây chính là cái nhà của tổ chức Liên Hợp Quốc, vì em nói đây là khu phi quân sự để có cái tổ chức Liên Hợp Quốc giám sát tại khu vực này, ví dụ như Cuba, Ba Lan đó mình nhìn thấy. Đây gọi là khu giám sát của khu phi quân sự, phòng tuyến phi quân sự này. Còn xem sát cạnh đây chúng ta nhìn thấy cột cờ giới tuyến của phía miền Bắc đang còn đến ngày hôm nay. Mọi người thấy là cũng có là sửa sang lại để cho nó lớn hơn và nó đẹp hơn. Chúng ta biết còn thời khi đấy thì tại vị trí này đã chính là cột cờ của phía Bắc. Bây giờ thế là chúng ta vừa mới đi từ phía Nam qua phía Bắc trước kia thuộc về giới tuyến 17 của chú anh chị nhé. Cảm ơn anh Đức, bây giờ chúng ta nhận trang tiếp ha. Và lúc này cô chú anh chị chúng ta mình đi đến cái mảnh đất mà miền Trung này, có những cô chú chị ta hỏi một số vấn đề về lịch sử của mảnh đất miền Trung khi chúng ta đi qua, nhất là cái khu vực mà Quảng Trị của Quảng Bình này. Thì em xin chia sẻ cho đoàn chúng ta biết một chút về cái lịch sử ra đời của cái mảnh đất miền Trung mà cứu cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây. Trước kia thì đất nguyên thủy của khu vực người Việt của chúng ta không phải là ở ngay tỉnh khu vực mà Quảng Trị này, mà giáp danh với cái khu vực mà Quảng Bình và Hà Tĩnh ngày nay. Đó chính là có một ngọn đèo, chính là đèo Ngang, tên gọi nó gọi là Hoành Sơn. Để chúng ta nghe nói là đèo Ngang thì chúng ta thường nghe cái bài thơ của bà Huyện Thanh Quan đúng không? Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, cỏ cây trên đá lá chen hoa. Đó chính là ranh giới giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh ngày nay. Nhưng xa xưa hơn nữa, đó chính là ranh giới giữa người Việt và người Chăm. Tức là có một đất nước bên cạnh chúng ta là đất nước Champa hay còn gọi là Chiêm Thành, mà chúng ta còn quen gọi một tên khác đó là người Chạm. Và thế đất của Đại Việt chúng ta, tức là Việt Nam ngày nay, đất quốc hiệu chúng ta thì trải qua nhiều thời kỳ, nhưng trước kia thì có, đó là thời kỳ đó là Đại Việt. Đại Việt thì nằm phía bao gồm từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa trở ra phía Bắc. Còn mà từ khu vực mà Quảng Bình, Quảng Trị cho đến vào hết miền Trung, đến tận khu vực qua Khánh Hòa, đến qua Ninh Thuận và đến Bình Thuận giáp với Đồng Nai ngày nay, đó là đất của người Chăm Thành, người Chăm Pa. Và ngày xưa bất cứ một vị vua nào của các nước lên nối ngôi họ đều có một cái tư tưởng là mỡ mang bờ cõi. Và khi đấy thì người ta tiến đánh cái vùng xung quanh, thì người Chiêm Thành thì người Chăm Pa họ mang quân đánh người Việt chúng ta tại các vùng như khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, và bắt đầu người Việt chúng ta lấy cớ là người Chăm hiếu chiến và bắt đầu chúng ta đi chinh phạt nước Chăm Pa. Vào năm 1069, đời ông vua Lý Thánh Tông mang quân chinh phạt nước Chăm Pa và bắt được vua của nước Chăm, đó chính là ông Chế Cổ, để đổi lại mạng sống ông Chế Cổ xin dâng hai cái khu vực đó là Địa Linh Ma Linh để bố chính cho người Việt chúng ta, và tương tự cái tỉnh Quảng Bình ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta có đất đến tỉnh Quảng Bình. Và đến sau này thì đến năm 1306 có một sự kiện rất đặc biệt, đó chính là sự kiện mà ông Trần Nhân Tông. Ông Trần Nhân Tông thì đó chính là người ta gọi là Phật Hoàng. Ông làm vua nhà Trần, sau này đi tu trên Yên Tử Quảng Ninh, và ông được coi như ông tổ của phái thiền ở tại Trúc Lâm của vùng Yên Tử của chúng ta. Và khi mà trước khi đi tu trên núi Yên Tử Quảng Ninh, ông đi kết tình bang giao với các nước xung quanh, trong đó có nước Chăm Pa. Khi ông hỏi vua của nước Chăm Pa là muốn kết tình bang giao với người Việt chúng ta không, thì cuối cùng ông sẽ gả một nàng công chúa cho, đấy chính là con gái của ông công chúa Huyền Trân. Và vua của Chăm là ông vua Chế Mân lập tức đồng ý. Đúng như đính ước năm 1306 thì ông Chế Mân lúc đó hơn 60 tuổi rồi, mang xin lễ qua hỏi công chúa của chúng ta về làm vợ, và công chúa chúng ta có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Đó là Huyền Trân. Và khi đấy thì công chúa Huyền Trân thì đi đồng ý làm râu xứ người. Và khi đấy thì người Chăm Pa, ông Chế Mân, ông có một cái hành động rất đặc biệt, đó là ông cắt đất ra làm xin lễ. Ông cắt hai châu là châu Ô và châu Lý của người Chăm Pa. Và khi đấy thì tương đương với khu vực mà tỉnh bao gồm Quảng Trị,
tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng và một nửa tỉnh Quảng Nam ngày nay. Chúng ta không mất một hòn tên mũi đạn nào, chúng ta có hơn 1/5 lãnh thổ đất nước người ta lúc bấy giờ. Yeah, một món quà cưới vô cùng lớn đúng không? Món quà cưới rất lớn. Nên cô chú chị ta đi du lịch khắp nơi, chúng ta có thể tự tin nói rằng khi mà họ hỏi món quà cưới lớn nhất trên thế giới nằm ở đâu, dạ cũng không phải là Mỹ đâu, dạ cũng không phải nằm phố Google hay là Paris hay bất cứ một nước nào trên thế giới. Mình tự tin nói món quà cưới lớn nhất trên thế giới nằm tại Việt Nam, nằm tại miền Trung Việt Nam. Vì chưa có một cái nơi nào mà cưới một nàng công chúa mà họ cắt hơn 1/5 lãnh thổ đất nước đâu. Yeah. Và vì chúng ta có một cái mảnh đất rất rộng lớn, và nhờ có công chúa mà có cái mảnh đất rộng lớn nên ngày nay những cái tỉnh như bao gồm Quảng Trị, rồi tỉnh Thừa Thiên Huế, rồi đến Đà Nẵng, Quảng Nam, người ta đều có những con đường mang tên đường Huyền Trân Công Chúa để tưởng nhớ đến công chúa này. Và đặc biệt ở Huế năm 2006, người ta có dựng một cái ngôi đền, đó chính là đền Huyền Trân, và bây giờ đó là đền rất đẹp, rất lớn để tưởng nhớ đến nàng công chúa này. Yeah. Và khi công chúa đi làm dâu xứ người thì lúc đấy thì người ta quan niệm rằng người Champa thấp hèn hơn người Việt của chúng ta, nên người ta thường làm những cái câu thơ như thế này: thương thay cây quế giữa rừng để cho thằng Mán thằng Mường nó leo. Và cái đấy thì coi những người Champa là người Mán người Mường mà thôi. Thì khi đấy công chúa bị làm dâu xứ người thì được một năm sau thì ông vua này, ông Băng Hà, ông Chế Mân Băng Hà tức là qua đời. Thì khi theo tục lệ của nước Champa, khi vua mà Băng Hà tức là mất đi thì các cung tần mỹ nữ phải chết theo nhà vua để phục vụ nhà vua ở thế giới bên kia, một tục lệ rất hà khắc. Chính vì vậy mà thương con gái mình mới qua tuổi 18 mà đã phải chẳng lẽ lên giàn hỏa thiêu, thì ông Trần Nhân Tông mới cử các vị tướng, trong đó có tướng Trần Khắc Trung của người Việt chúng ta sang giải cứu công chúa về. Và khi đấy thì người ta nói rằng là khi mà đi sang đến mục đích đầu tiên thì là giải cứu công chúa, nhưng người Việt chúng ta vẫn nói rằng là vẫn biết con gái lấy chồng là phải theo chồng, nhưng xin phép trước khi lên giàn hỏa thiêu được lập một cái đàn ở cửa biển để bái vọng về Đại Việt cảm tạ công ơn sinh thành của vua cha rồi mới mất. Chính vì vậy mà khi đã lập một cái đàn thì khi mà làm cái đàn tế này thì bắt đầu là đàn để cầu tế này thì bắt đầu thì người ta hoán đổi nàng công chúa với một người nữ tỳ. Nhà công chúa Huyền Trân thì đóng vai nữ tỳ, nữ tỳ đóng vai công chúa, và trong đấy thì nàng lên thuyền về nước. Và ngày xưa nó không có tàu chiến hay không máy bay giống như ngày hôm nay, vì vậy mà đi trước khoảng 4-5 tiếng đi theo thuyền nhẹ rồi ra thuyền lớn theo đường biển và theo xuôi gió nữa, thì người ta đi về thì khó mà đuổi theo được. Và công chúa vào cái điểm đầu tiên của Đại Việt, về đất Đại Việt, đó chính là vùng Nam Ô của Đà Nẵng ngày nay. Sau đấy thì đi dần về phía Huế qua cái cửa biển Tư Hữu Trung hay gọi là cửa Tư Hiền để vào trong Huế, và dần dần thì nàng về lại khu vực mà Đại Việt. Sau đấy đi tu theo vua cha, và bà mất ở tuổi đến 53 tại Nam Định, và không có tái giá nữa, không có lấy chồng nữa. Rồi, và khi đấy thì